thiếu tá Danh Trường Danh là người dân tộc Khmer. Năm 1990, anh Danh Trường Danh được cử về làm nghĩa vụ ở đồn biên phòng Gành Dầu, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang. Tại đây, anh luôn được đồng đội và lãnh đạo đơn vị cảm phục về tính chịu thương, chịu khó. Năm 1992, anh được đơn vị cử đi học lớp trung cấp biên phòng và biên chế vào lực lượng. Cũng trong khoảng thời gian đó, anh Danh chơi thân với một người đồng đội quê ở Bình Thuận. Năm 1997, đồng đội của anh xây dựng gia đình và sinh được hai con. Tuy nhiên, đến cuối năm 2000, số phận gia đình của đồng đội anh rơi vào hoàn cảnh bi đát khi cả hai vợ chồng phát hiện dương tính với HIV do vô tình nhiễm phải. Tôi đồng chí đồng đội thương mọi người, giúp đồng chí thương, bởi gắm mình phải nhận nuôi rồi. Nuôi mình hứa, tôi sẽ hứa nuôi trưởng thành, học hành, mình xem đem gì là nuôi bàn bạc vợ con, bàn bạc vợ con, nhất trí đem gì nuôi được con. Khi nhận hai con của đồng đội về nuôi, số phận chớ trêu đã khiến người con thứ hai của đồng đội anh Danh cũng bị nhiễm HIV từ mẹ. Khi về nhà anh Danh, cháu thứ hai mới được hơn một tuổi, nhưng toàn thể cơ thể của cháu đã bị lở loét vì căn bệnh quái ác. Hai vợ chồng anh chị thường xuyên thay phiên nhau đưa cháu đến các trung tâm y tế lấy thuốc uống. Các vết thương bị lở loét của cháu dần dần được cầm lại. Sự sống của cháu mới kéo dài được đến hôm nay. Khi đem về luôn thì trong vòng 3 tháng sau nó trổ bệnh ra. Là người ta nói nó chết chứ không có sống nổi. Rồi tôi cũng gắng cố gắng cho nó, nếu như tôi đem về nuôi được thì giờ trời cũng thương cho nó cứu nó sống. Thời điểm vợ chồng anh Danh nhận hai cháu về nuôi, vợ chồng anh chị gặp nhiều áp lực do dư luận còn xa lánh, vì ai cũng cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, thời gian về sau, mọi người dần hiểu ra và lấy đó làm tấm gương giáo dục cho các thế hệ trong ấp, trong xã. Hai anh em con thì cha mẹ mất từ lúc còn nhỏ, mà đùm bọc tới lớn thì cái công sinh không bằng công dưỡng. Đây con chỉ biết thương thôi. Gương của đồng chí Danh Trường Danh ấy, thì đây là một đồng chí là cái gương điển hình, không những của đơn vị mà cũng có là của cả cái lực lượng bộ đội biên phòng Kiên Giang. Là đồng chí là rất có cái tinh thần trách nhiệm là trong công tác, ngoài ra bàn bạc cùng với vợ con đó, là nuôi dưỡng hai đứa cháu của con của đồng đội. Với tấm lòng nhân hậu, tình thương yêu vô bờ, khi vợ chồng đồng đội qua đời để lại hai đứa con thơ dại, thiếu tá Danh Trường Danh đã cùng với vợ nhận hai cháu về nuôi. Cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên của đồng đội, đơn vị, vợ chồng anh Danh đã bằng tình thương, trách nhiệm của mình xem hai cháu như con ruột, chăm sóc nuôi dưỡng hai cháu trưởng thành cho đến ngày hôm nay.